Trong vài năm trở lại đây, đã có không ít mẫu xe ô tô Trung Quốc được đưa về bán tại Việt Nam, như Zotye Z8, BAIC Q7 hay Beijing X7. Sự xuất hiện của những mẫu xe này đã phần nào thay đổi quan niệm của người tiêu dùng Việt Nam đối với ô tô Trung Quốc. Dự kiến, trong thời gian tới, sẽ có thêm một thương hiệu ô tô Trung Quốc nữa, thâm thập thị trường Việt Nam. Theo đó, mới đây, TC Overseas Assets Holding Labuan, công ty con của tập đoàn Tan Chong, đã ký biên bản ghi nhớ với GAC Moto International để nghiên cứu tiềm năng và tính khả thi của việc phân phối, cũng như lắp ráp ô tô GAC tại cả thị trường Malaysia lẫn Việt Nam. Biên bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, trừ khi cả hai bên đồng ý thay đổi. Tan Chong đã ký biên bản ghi nhớ với GAC Moto International để nghiên cứu tiềm năng và tính khả thi của việc phân phối, lắp ráp ô tô GAC tại cả thị trường Việt Nam. Được biết, GAC Moto International là công ty con của Guangzhou Automobile Group Moto. Trong khi đó, Guangzhou Automobile Group Moto lại là một phần của tập đoàn ô tô Trung Quốc Guangzhou Automobile Group. Hiện tập đoàn GAC sở hữu một số thương hiệu ô tô như Changchi, Gonao và Changfeng Moto. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ mang đến cơ hội mở rộng sự hiện diện của tập đoàn TCMH trong ngành công nghiệp ô tô ở khu vực, TCMH viết trong thông báo chính thức. Với những người quan tâm đến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, cái tên Tan Chong chắc hẳn đã không còn xa lạ. Nguyên nhân là bởi TC Service Việt Nam, công ty con của Tan Chong, hiện đang nhập khẩu và phân phối xe MG chính hãng tại nước ta. Ngoài ra, Tan Chong còn từng thành lập liên doanh với Nissan để phân phối xe tại Việt Nam vào năm 2010. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2020, liên doanh giữa Tan Chong và Nissan đã chính thức dừng hoạt động. Trong khi đó, GAC Group là tập đoàn ô tô được thành lập vào năm 1955 và đặt trụ sở chính tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. GAC bán xe du lịch dưới thương hiệu Con Changchi. Trong khi đó, thương hiệu Gonao bán xe du lịch và xe thương mại. Tuy nhiên, thương hiệu Con này hiện đã ngừng kinh doanh. Tiếp đến là thương hiệu Changfeng Moto hay Leo Passat chuyên bán SUV của GAC. Thứ 4 là thương hiệu Ion chuyên bán ô tô điện. Cuối cùng là GAC Buick chuyên bán xe buýt. Hiện GAC Group là một trong 6 nhà sản xuất xe du lịch lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, GAC còn thành lập liên doanh với nhiều hãng xe nước ngoài như Fiat, Honda, Isuzu, Mitsubishi và Toyota.